chào bạn. Hôm nay mình Dương Quang lại nhà anh Ngáo coi con chó của anh Ngáo nha bạn. Đúng tại rồi. Bữa hôm mình coi clip của anh Ngáo á, đăng clip con chó nè, thấy dễ thương quá. Nên bữa nay mình Dương Quang quyết định lên thăm con chó nha. Anh Ngáo ơi. Anh Ngáo. Thôi anh nói chổng kìa. Đi anh lên. Ok. Ôi. Anh đang làm gì anh Ngáo? Hello em. Thôi sẵn chào bạn luôn đi. Chào bạn. Ủa đang quay luôn hả? Đúng rồi. Em qua đây làm gì hả? Rồi thăm con chó của anh nè. Trời ơi. Này. Bây giờ thì anh đang cho nó ăn xúc xích nè. Ủa mà anh đặt nó tên gì anh Ngáo? Con này là thuộc cái giống là ngao Trung Quốc đó em. Nhưng mà ở nhà gia đình anh quyết định đặt cho nó một cái tên, đó chính là Wow. Ủa gì kìa? Nhìn cái mặt nó hiền khô vậy đặt tên Wow là sao kìa? Trời ơi, đây. Đâu? Đây nè. Em thấy cái mặt của nó nhăn không? Lúc nào nó cũng nhăn hết trơn á. Cho nó đặt tên quả là đúng rồi em trai ơi. Đây, sau khi mình cho nó ăn xúc xích xong thì bây giờ mình sẽ cho nó uống nước nha các bạn. Đây, nước ở đây nè. Nước ở đây nè. Uống nước đi. Uống nước đi. Đây nè. Quả. Rồi bây giờ nó không thấy nước rồi các bạn ơi. Đó. Ngáo. Em sao có em? Ý kiến này nè. Với lại em thấy fan của anh á comment xuống kênh anh là cho nó đi gặp con Bun đi. Dắt con Quạo này xuống gặp con Bun hả? Đúng rồi. Có được không trời? Ủa chứ anh, Bun nhốt trong thằng gạo mà. À em nghĩ con Quạo này mà gặp con Bun xong chắc nó chạy mất xác luôn. Thôi bây giờ ý tưởng này của em cũng hay đó Thanh. Để bây giờ anh sẽ vô anh xin phép anh Vinh nha. Rồi rồi, rồi em ở đây cho nó ăn xúc xích đi Quang. Cho nó ăn đi Quang. Nè ăn đi. Quay, ăn từ từ thôi. Ăn như vậy? Tự mày. Rồi rồi. Ê, sợ nó cạn vô tay quá. Wow. Ê, mấy đứa ơi, anh ra tới nè. Đây, bây giờ mình sẽ nhắn tin cho anh Vinh nha các bạn. Để xin ảnh dắt con Quạo của mình xuống dưới gặp con Bun Đệ nha. Thì cái con Quạo này các bạn, lúc đầu á là hồi nhỏ là chú mình mua giá gốc của nó là 8 triệu nha các bạn, là mua về là có giấy khai sinh đàng hoàng luôn, rồi có chích ngừa đàng hoàng nha các bạn. Thì bây giờ chú mình không thích nuôi nữa, bán lại cho mình chỉ có giá 3 triệu thôi các bạn ơi. Thì con này cũng khá dễ thương, nuôi nó trong nhà để kiển thôi chứ nó không có giữ nhà đâu các bạn ơi. Con này gặp người lạ là bay lại là nó muốn làm quen với tao mà chứ nó muốn sủa. Đây bây giờ mình sẽ nhắn với anh Vinh nha các bạn. Nhắn gì anh? Ok. Ơi, anh trả lời ok em rồi nè. Đây các bạn ơi, ok. Đây. Rồi đi, được đi, sự đi. Cho phép của anh Vinh rồi, bây giờ mấy anh em mình sẽ xuống nhà anh để gặp con Bun Đệ nha các bạn. Mở dây ra. Mở dây quen ơi. Đây nè. Mở dây hả? Đúng rồi em. Mở dây đi liền. Từ. Rồi. Tụi mình sẽ ẵm con Quạo này xuống dưới gặp con Bun Đệ nha các bạn. Ê. Chú đại ca. Đi. Let's go. Rồi dắt vô thôi. Con Bun Đệ nằm trong đây nè các bạn. Đi cua ơi. Mày sẽ gặp được chó đại ca rồi, nhắn lên. Nhắn lên. Rồi đi đi. Rồi. Cái nó cảm nhận được luôn sát khí của anh Bun rồi. Sát khí của anh Bun. Dạ hiểu rồi, đi chậm rồi. Có bỏ gì kìa. Mang vô luôn. Đây. Rồi. Đây, ông này. Anh Bun ơi. Dắt người yêu xuống cho mày nè, Bun ơi. Để. Nè. Đó. Trời ơi, đừng có xét chuột quá. Trời ơi. Nè, Bun kìa bạn. Trời ơi. Bun làm gì mà gặp con quả của mình mà. Nó chảy nước miếng mà nó gừ dữ các bạn. Trời ơi. Làm như chưa được gặp người yêu gì á. Làm như gặp gái gì á. Trời ơi. Ui, Quang. Sao em? Sao
Ghê. Hồi đó giờ mình chưa thấy biểu cảm này con bùn luôn các bạn. Làm gì mà gặp con quạ của mình kia làm gì vậy? Kìa. Trời ơi. Ơi. Có khi nào nó muốn phá cửa ra nó giọng với anh em mình đâu. Có thể lắm á. Em coi coi cửa nó chắc ông quan có gì anh chạy trước nha. Ơi, con quạ làm gì nó sợ luôn cái gì vậy? Kêu bỏ nó ngoài hết đi luôn các bạn. Hay là mở. Đây. Thì đây là cái chuồng của buôn anh Vinh mới làm lại cho nó luôn các bạn ơi. Ôi rất là rộng rãi luôn, có mái che luôn các bạn. Ở trong bên kia là cái gốc để cho nó ngủ dẫn các bạn. Trời ơi. Đồ ăn, nước nồi đầy đủ luôn các bạn ơi. Nói chung là con này là đầy đủ tiện nghi luôn á. Mà cái con này làm gì á, mở xuống quay. Làm biết được. Kìa. Hình như nó mệt hay gì quay ơi. Mệt á. Mấy cái vòng này các bạn dắt nó đi khoảng 200 mét là đuối chờ các bạn ơi. Nè. Trời ơi, mệt hết trơn rồi, còn quên kìa. Thôi cho nó ăn cái đi ha anh nhé. Khoan, em cho nó ăn xíu xích đi. Nhưng mà, anh biết sao cho ăn không, mình bẻ cho mình dục vô đó. Bà bẻ là dục vô chứ ai dám được. Cái đúng đó, cho mình dắt nó chậm cái tay đi. Từ từ, bình tĩnh em ơi. Không đi, không đi, không đi. Để. Đây, em cho nha. Để em cho. Ê, dắt nó ra khỏi chuồng. Đây, bây giờ mình sẽ cho con Bun để ăn xúc xích nha các bạn. Mình sẽ ném vào nha. Đừng có đốt cái này anh nháo. Đâu, ai anh không dám đốt. Nè, 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 Bun để. Bun. Trời ơi. Đó. Gặp chỗ này ăn đến 2 độ, 160 độ. Bun. Bun bạn ơi. Thế nào nó quay đầu nó đi về không à? Dạ. Nó nghe con buôn nó gừ gừ lên quả mừng xạ luôn các bạn ơi. Quả không dám nhìn mặt con buôn luôn kìa. Trời ơi. Thôi dẫn nó về đi ngáo ơi. Trời nhìn mặt con quả nữa các bạn. Như nó sợ luôn cái gì á, kệ em buôn. Con buôn thì lúc nào nó cũng muốn tìm cách để nó tốt ra ngoài cho các bạn. Kìa mình cũng đã làm theo yêu cầu các bạn rồi đó, là dắt con quạo xuống gặp con buôn. Nhưng mà các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì mình không dám đưa con quạo vô chung chuồng với con buôn. Không biết vô chổng hai con nó có hòa thuận với nhau không, hay là có gì chuyện gì xảy ra với con quạo của mình không các bạn. Em nghĩ là hai con này sẽ tỉ thí với nhau, vì con quạo sẽ cụp đuôi chạy mất tiêu. Nếu mà vô chung chuồng là con quạo không có đường nào mà nó thoát khỏi con buôn nữa rồi. Kìa, con buôn kìa. Trời ơi. Ghê quá các bạn ơi. Mình gặp nó ngừ ngừ vậy mà mình còn sợ mà hút chi con quả các bạn. Thôi nãy giờ con quả của mình nè, mình mới cho nó uống nước nè các bạn. Nó thấy nước quá trời luôn nè. Ơi, không chỉ vậy. Ủa nãy giờ em đi đâu hả? Em đi vệ sinh mới vô anh làm xong mà. Ừ. Ủa gọi cái lúc mà con quả nó gặp con buôn nó ra sao vậy? Trời ơi, kìa đó, ghê không? Ủa nó biết cạp cái thằng gạo nó muốn xông ra. Xông ra mà chưa. Con quạo nó bình thản vậy. Trời ơi, con quạo của anh nó mệt em ơi, với nó sợ nữa. Nó nằm xuống à. Mà còn em nhìn nó buôn kìa. Trời ơi. Anh gặp cái anh sắp. Ghê quá, buổi sáng mình chưa đánh răng gì buôn. Bị đuối quá các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó kìa trời. Trời ơi. Thì nói chung ngày hôm nay mình cũng đã dắt con quạo mình xuống gặp con buôn nữa các bạn ơi. Thì nếu bạn là thích video này hãy cho mình xin một đăng ký, like, chuông, ủng hộ kênh nhé TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.